Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc hai cháu bị bắt cóc vừa xảy ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, hai cháu vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Chị Nguyễn Thị Chi ở phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về hạnh phúc khi hai con gái là My, 7 tuổi và Linh, 3 tuổi được trở về với vòng tay của mẹ, của bà ngoại sau khi bị bắt cóc. Chị Chi kể, buổi tối hai con gái bị kẻ lạ đưa đi, chị Chi thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Suốt quãng thời gian sống trong sợ hãi ấy, chị phát điên, lao ra đường, lục tìm mọi ngả, rưng rưng nước mắt do tìm hình bóng hai cô con gái thơ ngây. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua dài bằng cả thế kỷ. Tìm con suốt từ sáng đến đêm, lúc không còn đủ sức để đi nữa, chị chỉ biết ngồi xuống đường, khóc trong vô vọng. Chiều ngày 8 tháng 4, khi cơ quan chức năng báo tìm thấy con và trao trả cho gia đình, chị Chi như được sống thêm một cuộc đời nữa. Chị cứ ôm mãi My và Linh vào lòng, vuốt ve, an ủi, âu yếm và dốc hết những lời yêu thương cho hai thiên thần nhỏ. Chị cho biết, cháu Linh 3 tuổi, dù đã được ở bên mẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình khóc thét, miệng liên tục gọi tên chị. My ơi, chạy đi, My ơi, chạy đi. Còn em My, 7 tuổi, cả tối cứ ôm lấy mẹ, nói con nhớ mẹ lắm. My kể, lúc bị người lạ nhốt trong phòng và luôn miệng dụ dỗ, hứa sẽ mua đồ quần áo mới cho hai đứa. Sợ lắm nhưng cố không khóc vì còn lo cho em. Thấy con như vậy, chị Chi quặn đau từng khúc ruột. Vừa khóc vừa dỗ con, có lẽ chưa khi nào chị mong thời gian trôi đi thật mau để chữa lành những vết thương tinh thần khủng khiếp mà hai cô con gái đã phải trải qua. Càng nghĩ, người mẹ 27 tuổi của bốn đứa con lại càng quay quắt buồn vì gánh nặng mưu sinh. Hôn nhân tan vỡ, chị phải mang theo các con khắp đường phố ở trung tâm Sài Gòn, lúc bán vài cái kẹo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi vài món đồ chơi trước cổng trường học. Biết là khổ cực, biết là nguy hiểm, nhưng cuộc sống khó khăn cho gia đình chị ít lựa chọn quá. Con gái lớn của chị Chi năm nay 10 tuổi, có biểu hiện của tăng động nên khi đi buôn bán không dám để ở nhà một mình. Cháu My mới học hết lớp 2, đã phải nghỉ học rồi. Linh mới 3 tuổi, đã là chị của một đứa em 9 tháng tuổi. Nhìn bốn đứa con thơ ngây chơi cùng nhau trong căn phòng trọ vỏn vẹn 20m², chị Chi khao khát được thấy chúng đến trường, có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Sắp tới, chị sẽ tính đường cho các con về quê sống cùng bà ngoại. Còn mình vẫn sẽ tiếp tục bám trụ lấy thành phố, kiếm tìm công việc để nuôi giấc mơ ăn học cho các con. Thấy con gái trăn trở, người mẹ già đau yếu cũng chẳng muốn nghĩ chuyện gì xa xôi, chỉ thầm cảm ơn cơ quan chức năng đưa My và Linh về kịp thời. Bởi muộn hơn chút, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với gia đình mình nữa. Vụ việc xuất phát từ sự mất tích kỳ lạ của hai cháu M và L vào tối ngày 3 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, hàng đêm dẫn theo bốn con của mình, lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi đi theo bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ để kiếm sống. Tối ngày 3 tháng 4, trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100m nên để bốn con chăm nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy hai con M và L đã biến mất. Chị Chi nháo nhào đi tìm. Một số người dân nói rằng thấy hai cháu gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của hai cháu nhưng chị Chi tìm không thấy. Được biết, người chồng rời mấy mẹ con chị Chi cách đây không lâu và năm mẹ con quen sống cạnh đường phố về đêm nên có nhiều thông tin về sự thất lạc của hai cháu. Có người cho rằng người cha ruột của hai cháu đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, chị Chi mới trình báo công an phường Bến Nghé, quận 1. Xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo công an quận 1 và ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian bằng mọi giá tìm thấy hai cháu một cách sớm nhất. Giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng công an quận 1 để nhanh chóng truy tìm hai cháu. Công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh, nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai cháu. Trưởng công an quận 1 cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc công an thành phố, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của công an quận 1, phòng cảnh sát hình sự đã được huy động vào cuộc. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm, lực lượng công an đã xác định rõ hai cháu đi theo một người phụ nữ trẻ.
lực lượng công an tập trung rà dựng lại quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai cháu để khoanh vùng. Được biết, nghi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai cháu ở một khoảng cách nhất định để dụ dỗ. Người này thoát ẩn thoát hiện, lúc thì đi bộ dẫn hai cháu, nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai cháu di chuyển. Dù dấu vết mờ nhạt, việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai cháu và nghi phạm rất khó khăn. Đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng, hai cháu có khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này, hơn 200 cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối, chạy đua với thời gian, quyết tâm truy tìm ra tung tích, sớm giải cứu các cháu. Lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữ hai cháu là khu chung cư cao cấp Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ Phạm Huỳnh Nhật Vi. Khi đã chắc chắn hai cháu đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm Vi tại tầng 10, tòa tháp Ruby khu Saigon Pearl, 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm. Vụ giải cứu thành công chỉ sau 42 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho hay, qua điều tra xác định nghi phạm Vi đã tiếp cận hai cháu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối ngày 3 tháng 4, dùng thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ các cháu. Vi dẫn hai cháu đi bộ qua nhiều con đường, từ quận 1 sang quận 8, rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu Saigon Pearl. Tại đây, Vi tiếp tục dụ dỗ bằng thức ăn để giữ hai cháu lại, khiến cả hai không phản ứng, quấy khóc, cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu. Trung tá Dũng thông tin, đến nay xác định một mình Vi thực hiện hành vi, chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm. Quá trình giữ hai cháu tại căn hộ, Vi vẫn lo ăn uống và không có hành vi sử dụng vũ lực. Ngay sau khi giải cứu thành công, lực lượng công an cũng đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe. Kết quả cho thấy hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ òa, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu. Bước đầu Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con, do đó Vi muốn đưa hai cháu trên về để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của Vi vì cần thời gian xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan. Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các cháu chưa có khả năng xử lý tình huống, chưa tự bảo vệ bản thân, do đó gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc. Đặc biệt, khi đưa các cháu đến khu vui chơi giải trí, khu vực công cộng, phụ huynh cần để mắt bảo vệ con em mình và đặc biệt lưu ý khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp. Sáng ngày 9 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận 1 lần thứ 21. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi nhắc đến vụ bắt cóc hai cháu gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, vừa qua, Công an quận 1 đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng cảnh sát hình sự, đơn vị nghiệp vụ kịp thời truy xét, giải cứu an toàn hai cháu, giao về cho gia đình, bắt nghi phạm gây án. Ông Mãi cho rằng, từ câu chuyện này, quận 1 cần đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối với tư cách là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Mãi, là quận trung tâm, các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới, khó lường và phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề, không chỉ nêu vai trò của lực lượng công an quân sự mà phải phát huy công nghệ để đảm bảo an ninh trật tự. Trước đó vào 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, cùng 4 con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100m. Hai cháu NKTM và LHTL cùng nhau đi bán kẹo. 30 phút sau, chị Chi hốt hoảng vì không thấy M và L đâu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Đến chiều 6 tháng 4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi về việc bị thất lạc hai con. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm. Chưa đầy 42 giờ kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác của Công an quận 1 và phòng PC02 đã giải cứu thành công hai cháu và đang tiếp tục phối hợp để điều tra, làm rõ hành vi của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ về lời khai của Vi và chưa chính thức cung cấp về động cơ, mục đích của nghi phạm trong vụ bắt cóc này. Trong chiều 8 tháng 4, Công an quận 1 đã bàn giao hai cháu cho mẹ ruột trong sự vui mừng khôn xiết của người phụ nữ 27 tuổi.